Hôm nay, tiêu đề bài diễn thuyết của tôi là đừng xem thường việc thiện nhỏ mà không làm, đừng xem thường việc ác nhỏ mà phạm phải, đừng xem thường việc thiện nhỏ mà không làm. Có một công ty Ford ở Mỹ. Ford là tên của một người. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, nộp đơn vào một công ty xe hơi. Cùng lúc ứng tuyển với Ford có 3-4 người. Trình độ học vấn cao hơn Ford. Sau khi mấy người phía trước đã phỏng vấn xong, Ford liền cảm thấy mình không còn hy vọng nữa. Nhưng đã tới thôi thì ở lại. Nên anh gõ cửa bước vào căn phòng của chủ tịch. Tên, tên, tên. Đêm qua anh không có ngủ sao? Có ngủ. Vừa bước vào cửa thì anh phát hiện dưới đất có một tờ giấy. Anh cúi xuống lượm tờ giấy đó lên. Nhận ra đó là tờ giấy lộn. Anh liền quăng nó vào trong thùng rác. Sau đó anh đi tới bàn chủ tịch nói: xin chào chủ tịch, tôi là Ford. Chủ tịch liền nói: tốt lắm, tốt lắm. Anh Ford, anh đã được nhận vào làm rồi. Sau đó Ford cảm thấy rất ngạc nhiên. Nói ba người trước trình độ cao hơn tôi. Tại sao tôi được nhận vào làm? Cho hỏi là gì sao? Vì anh ta lượm tờ giấy. Trả lời chính xác. Chủ tịch mới nói như vậy. Anh Ford, ba người trước anh mặc dù trình độ cao hơn anh, tác phong cũng chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt của họ chỉ nhìn thấy những việc lớn, không thể thấy những điều nhỏ nhặt. Một người nhìn thấy những điều nhỏ nhặt tự nhiên sẽ nhìn thấy những điều lớn lao, và một người chỉ nhìn thấy những điều lớn lao, họ sẽ bỏ qua rất nhiều điều nhỏ nhặt, họ sẽ không thành công. Nên tôi mới nhận anh vào làm. Được tổng, sắp tới giờ rồi. Còn bao lâu nữa? Còn 2 tiếng nữa. Mất 20 phút đi đường. Cô thay đồ trong 40 phút, trang điểm mất 1 tiếng. Tôi nên mặc đồ màu gì? Bộ đồ màu đỏ tôi để đó cho cô rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Còn giày? Màu đen tôi cũng nhìn thấy rồi. Vậy tôi ra xe đợi cô. Cô về Bắc Kinh rồi à? Chuyến đi châu Âu của cô được bao lâu? Đường Hồng là chủ của ba tôi. Ba tôi quen với dì ấy trong trường hợp dì ấy đang đón xe bên đường. Bây giờ dì ấy là bà chủ của ba tôi. Dì ấy rất tốt, độc thân và giàu có, cũng rất tốt với tôi. Đôi khi tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ba tôi và dì ấy quen nhau. Đường tổng, son môi của cô dính lên răng, trông rất đáng sợ. Xin mời. Ông chủ Mạnh. Hồng Hồng ở trong này. Cô thấy chỗ này thế nào hả? Kiến trúc này được nhà thiết kế người Ý thiết kế đó, mượn từ bảo tàng Louvre, đền Athena. Tôi biết cô rất thích dạng kiến trúc này. Cô có biết Thủ tướng Anh Churchill soạn thảo danh kiện ở trong bồn tắm không? Được rồi, anh đừng khoe khoang nữa. Tôi sẽ xem nhà tắm của anh vào bữa khác. Chi phiếu đâu? Ký xong rồi, ở đây nè. Cô không vào đây làm sao lấy? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Mau mặc đồ vào nói chuyện chính đi. Chuyện chính gì chứ? Anh nói chuyện chính gì hả? Tôi cũng đã cho anh 30% hoa hồng rồi. Được rồi, cô đừng nhắc tôi chuyện tiền nông nữa.
Này, ba mẹ tôi đặt cho tôi cái tên rất đẹp, Mạnh Lai Tài. Tôi ngủ một giấc cũng có tiền. Tôi không thiếu thốn gì. Tôi thiếu gì chỗ kiếm tiền. Tôi cần gì 30% của cô. Hay là cô cho tôi một lý do để tôi đứng lên đi. Cô lấy điện thoại chụp vài tấm hình anh ta đăng lên mạng đi. Nhìn vào đây. Nè, cô làm gì vậy Hồng Hồng? Cho lý do để anh đứng dậy. Nếu đăng cái này lên mạng với một tiêu đề ông chủ Mạnh bàn chuyện làm ăn, không biết có bao nhiêu lượt truy cập. Cô dám? Cô lập tức xóa cho tôi Hồng Hồng. Ông chủ Mạnh khỏa thân bàn chuyện kinh doanh, chắc chắn lượt truy cập sẽ tăng mạnh. Hồng Hồng à, cô đùa quá trớn rồi. Cô lập tức xóa hết cho tôi đi. Ông chủ Mạnh, sau này có gặp chuyện như vậy anh nhớ che mặt lại. Khuôn mặt quan trọng hơn bất cứ chỗ nào. Hồng Hồng, cô hơi quá đáng rồi đó. Tôi biết cô thích cái này, có đẳng cấp. Tôi chỉ muốn làm cho cô vui thôi, không có ý gì khác. Cô có biết tôi tốn bao nhiêu tiền không? Tôi đã mua trọn chỗ này. Tôi đã chuẩn bị chi phiếu cho cô rồi nè. Cảm ơn. Sau này chúng ta bàn về công việc, anh đừng nói về những thứ khác. Anh tiếp tục tắm đi. Nói thứ khác, tôi đi đây. Đừng nói về thứ khác. Anh đừng nói về thứ khác. Hồng Hồng à, cô Mạnh Lai Tài gọi tôi. Hồng Hồng, cô đừng giận mà. Tài xế của cô quá thô lỗ. Anh ta vốn không biết quan hệ giữa chúng ta. Quan hệ giữa chúng ta là gì? Tôi có thể quấy rối cô sao? Tôi chỉ muốn làm cô hạnh phúc, muốn tạo ra không khí lãng mạn. Cô đừng có giận tôi mà. À phải rồi, mấy tấm hình cô chụp gửi cho tôi được không? Cô đừng để anh ta đăng lên mạng nha. Chào Mạnh Tổng. Tôi cho cô biết tài xế đó của cô. Nếu là tài xế của tôi đuổi việc lâu rồi. Chuyện của chủ có liên quan gì tới anh ta chứ? Cô đừng tức giận mà. Cô đừng giận tôi. Tôi không có ý gì khác đâu. Ông chủ Mạnh đối với cô cũng rất tốt. Với điều kiện của anh ta, muốn tìm một người trẻ trung xinh đẹp rất dễ dàng. Ý anh muốn nói gì? Tôi không trẻ trung, không xinh đẹp à? Không có, tôi không có ý nói cô như vậy. Ý tôi nói, anh ta tìm người thế nào mà không được. Nhưng anh ta vẫn kiên trì với cô như vậy. Cô cũng nên, tôi cũng nên biết đủ, đúng không? Tôi nói là trân trọng. Trân trọng. Bỏ xuống đi. Sao anh nghiêng như vậy? Đứng thẳng lên. Tôi nên trân trọng. Tại sao tôi phải trân trọng anh ta? Nè Dương Thụ à, ai mới là chủ của anh? Hả? Cô, anh ta cho anh bao nhiêu tiền để anh nói tốt về anh ta? Anh ta cho tôi tiền. Ông chủ Mạnh nói đúng. Đó là chuyện giữa những người làm chủ với nhau. Tôi là tài xế, tôi không nên xen vào làm gì. Tôi im, không nói nữa. Anh nói với tôi nhiều như vậy. Tôi chỉ nói với anh một câu. Cần gì nhạy cảm như vậy? Cô nói tôi rất đúng. Tôi với ông chủ Mạnh Lai Tài, chỉ cái tên của anh ta, anh nghĩ chúng tôi xứng với nhau sao? Nếu cô không thích tên thì kêu anh ta đổi vậy. Tính cách có thể thay đổi sao? Sở thích của anh ta là uống rượu, đánh mặt trượt, tắm hơi. Tôi nghĩ như vậy rất hợp với cô. Chẳng phải cô rất thích mua sắm các thương hiệu nổi tiếng và làm đẹp sao? Cút qua một bên. Trừ khi tôi tên Đường Phát Tài, làm ơn lấy túi sách đó cho tôi xem đi được không? Mạnh Lai Tài, Đường Phát Tài. Anh dám gọi tôi là Đường Phát Tài sao? Có bản lĩnh thì đem chứng minh của tôi đi đổi tên đi. Hai giỏ sách này cái nào đẹp hơn? Tôi thấy cô đeo màu hồng đẹp hơn. Nếu không, cô hỏi bạn cô xem ảnh thích cái nào. Anh xem cô đeo cái nào đẹp hơn. Cái nào đẹp hơn? Chắc ông chủ Mạnh thích màu hồng. Cái này cô đeo nhìn hơi kỳ. Vậy đứng tuổi đeo loại nào đẹp hơn? Cô cũng còn trẻ nên đeo loại đó đi. Tôi lấy cái này. Dạ được. Thôi mà Đường Tổng, đừng mua nữa mà. Cái màu trắng đó, nhà tôi đồ nhiều lắm, vẫn chưa mặc tới.
Mọi khi tôi cũng không mặc mấy kiểu này, chỉ mặc khi lúc lái xe cho cô thôi. Quần áo đi làm tôi có nhiều rồi. Alo Trương Hạo. Alo Đường Tổng. Hôm nay chị có tới công ty không? Ở đây có mấy khoản tiền cần chị ký thanh toán. Hôm nay tôi không tới công ty. Hợp đồng của Đoàn Tổng đã gửi qua cho chúng ta chưa? Cậu Hối, họ gửi nhanh đi. Một lát nữa gọi lại cho tôi. Lấy cái này gói lại cho tôi. Đây là cái thứ mấy tổ chức như vậy rồi? Chú rể là người phương Nam, đây là phong tục của họ. Thiệp mời của tôi đâu? Ở trong giỏ sách. Ở đây nè. Vậy tôi ở đây đợi cô ha. Được. Chồng cô ta biết không? Cô không biết à? Chồng cô ta cũng vậy thôi. Đi trong 2 tiếng với món quà 2.000, sau đó lại xếp hàng 40 phút chỉ ăn 2 xiên nướng này thôi. Còn 1 năm nữa. Đúng, nhất định phải làm. Hôm nay cô thật đẹp. Chị, mau qua đây. Em đẹp quá. Chị đã tới rồi. Em đẹp quá. Chị thấy sao? Em thiết kế theo phong cách phương Tây đó. Đúng là phong cách phương Tây. Chị phải chụp chung với cô dâu một tấm. Được rồi, chị đi một mình à? Để em giới thiệu người cho chị quen nha. Chị thấy người bên đó không? Cái người mặc áo trắng đó, người quản lý trong công ty của chồng em. Để em giới thiệu với chị nha. Này anh Trương, bên này nè. Nè, quên đem phong bì theo. Giới thiệu với em bạn trai chị Dương Thụ. Em họ em Dương Dung. Vậy em phải gọi là anh rể rồi. Em muốn gọi sao cũng được. Cảm ơn chị. Chào anh rể. Chào em Dương Dung, chúc mừng nha. Cảm ơn, chúc mừng. Đây là bạn em à, đây là chị của em Đường Hồng, chủ tịch Đường Hồng. Đây là anh rể em. Chào cô, chào cô. Đây là ông xã tôi. Chào cô, chào cô. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi làm việc trong liên đoàn phụ nữ, thật hân hạnh. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi xin lỗi, tôi không có danh thiếp. Bây giờ với vai trò của anh không cần dùng danh thiếp. Vậy anh Dương, anh làm trong ngành nào vậy? Tôi làm việc cho bà chủ đường. Anh xem phải học theo người ta đó. Có lúc nào anh làm việc cho em đâu, vẫn cứ làm việc trong liên đoàn phụ nữ. Không làm phiền mọi người nữa, chúng tôi đi nha. Anh chị cứ tự nhiên nha. Anh xem ăn cái gì đây, có cái gì ngon đâu. Đây là lần đầu em thấy đám cưới mà ăn xiên nướng thật mất mặt. Đừng nói nữa. Hai người quen nhau như thế nào? Quen được bao lâu rồi? Chắc được 10 năm rồi. 10 năm? 10 năm sao chị không nói với em? Chị giữ bí mật cũng hay thật đó. Đây là chồng em, Phan Thạch. Đây là chị họ em. Đây là anh rể em. Chị, anh rể. Hân hạnh, hân hạnh. Chị xem, cô em họ Ngốc của chị vẫn luôn lo lắng cho chị đó. Còn kêu em giới thiệu bạn trai cho chị nữa. Em làm bừa thật đó. Chị ấy có bạn trai rồi mà. Tại em không biết mà. Lúc nào tụi em mới được ăn kẹo cưới của hai người đây? Tụi chị nè nè, hôm nay là lễ cưới của tụi em. Đừng nói hai người tới phá đám nha. Để khoe tình yêu đi.
cô dâu chú rể trở thành vợ chồng. Chúng ta hãy xem bó hoa trong tay của cô dâu, tượng trưng cho niềm vui cũng là sự may mắn. Một lát nữa cô dâu sẽ ném nó ra sau lưng cho mọi người. Ai sẽ là người may mắn có thể đón được bó hoa này, đó sẽ là người kết hôn tiếp theo. Cô làm gì vậy? Tôi còn độc thân, phải tranh thủ mới được. Cô dâu đã chuẩn bị xong chưa? Quay lưng lại. Rồi, 1, 2, 3. Like a light bulb in a dark room. Qua đâu? Sao lại ở bên đó? Không tính, làm lại đi. Không tính, làm lại đi. Bó hoa của cô dâu rơi vào tay của ai thì người đó sẽ là cô dâu sắp xuất giá. Nhưng bây giờ bó hoa này rơi vào tay một người đàn ông. Chị đừng hông, chị hãy lấy anh ấy đi. Được. Anh lấy em nha, em đã chọn anh rồi. Hay lắm. Hay lắm. Sau này anh là người của em rồi. Đường tổng, cô đừng đùa nữa được không? Cô đừng đem tôi ra làm trò cười nữa, khiến tôi đổ mồ hôi hết rồi nè. Có ai căng thẳng kìa, cần gì căng thẳng như vậy? Cô coi không có ai giống như cô. Tự nhiên kéo tôi vào, giả làm bạn trai của cô. Cô cũng không hỏi tôi trước. Thật là xấu hổ quá. Có gì mà xấu hổ chứ? Tôi không thấy gì hết. Tất nhiên cô không sao rồi. Sao nói tất nhiên tôi không sao? Là bạn trai của tôi mà anh còn trả giá. Tôi không xứng với anh sao? Anh bị thiệt thòi sao? Là cô thiệt thòi. Tôi lời quá rồi còn gì. Anh lời gì từ chỗ tôi? Tôi lời gì từ chỗ cô? Thôi chúng ta không nói nữa. Không nói nữa được không? Anh nói đi. Không nói nữa, cô nói đi. Lúc đó Dương Dương một mực đòi giới thiệu bạn trai cho tôi. Tôi không muốn nó giới thiệu. Đúng lúc anh đi tới, tôi liền nói anh là bạn trai tôi, không có ý gì khác. Sao tôi lại bảo thủ như vậy? Được, tôi không có ý gì khác. Sau này chúng ta không nhắc chuyện này nữa, được không? Thực ra cô ấy muốn giới thiệu với cô, cứ để cô ấy giới thiệu đi. Cho dù có ế tới đâu đi nữa, tôi cũng không thèm. Cô có sao không? Có trúng cô không? Anh bị điên hả? Anh chạy xe kiểu gì vậy? Cô đứng lên cho xem thử. Từ từ thôi. Sao cô lại tạt vô đầu xe tôi làm gì? Anh biết chạy xe không? Tại cô bất tình lình tạt qua đầu xe tôi. Sao anh thật là... Có sao không? Cô có sao không? Dương Thụ Miêu, con đi đâu vậy? Hả? Ba, qua đây. Cô ăn mặc như vậy đi đâu? Không ở nhà học bài. Chạy đi đâu hả? Con đi công chuyện. Con đi đâu làm gì? Ba đi đâu làm gì? Không liên quan tới con. Ba hỏi con đi đâu làm gì mà ăn mặc đậu tóc như vậy? Bó hoa của cô dâu ai kết hôn vậy? Em họ có đường hồng. Em họ dễ kết hôn, ba đi làm gì? Dì Hồng mời ba đi à? Ba hỏi con đi đâu làm gì hả? Đây là cái gì vậy?
Có phải quần áo dì Hồng mua cho ba không? Nhiều quá vậy. Ba, con nói ba nghe, dì Đường Hồng có ý với ba đó. Ba xem dễ là phụ nữ suốt ngày mua đồ cho ba, còn mắc như vậy nữa. Đó đều là đồ đi làm. Ba làm việc gì cần gì đồ mắc tiền như vậy? Con nghĩ xem, dì Đường Hồng là bà chủ lớn, bà lái xe cho dì ấy. Dì ấy xuống xe ăn mặc thật sang trọng, còn ba xuống xe nhìn giống như thằng ăn mày, như vậy sẽ mất mặt dì ấy. Ba là hình ảnh công ty của dì ấy, là mặt tiền. Dì ấy bỏ tiền để trang trí mặt tiền thôi, đừng nghĩ lệch đi. Phải, con nghĩ sai rồi. Đồ đó đều là đồ đi làm. Con hỏi ba nè, bó hoa này sao lại rơi vào trong tay của ba vậy? Sao dì ấy lại đưa ba tới hôn lễ em họ dì ấy? Ba đi với tư cách gì vậy? Để ba giả làm bạn trai cũ. Thật sao? Giả thôi, giả làm bạn trai cũ. Sao dì ấy để ba giả làm bạn trai chứ? Ba đang hỏi con, sao con lại hỏi dòng do vậy? Cóc hai chân thật khó kiếm. Cóc ba chân mới khó kiếm, hai chân cũng khó kiếm rồi. Bởi vì cóc đều có bốn chân. Dương Thụ Miêu, mặc kệ con cóc có mấy chân. Ba hỏi con đi đâu vậy? Được được rồi, con nghe lời ba. Cóc ba chân thì khó kiếm, người hai chân thì có đầy. Sao dễ nhờ ba giả làm bạn trai vậy? Đó là vì em họ cổ kết hôn. Ba, ba hiểu cái gì gọi là làm gián không? Để con giải thích cho ba nghe. Ở sự kiện quan trọng như vậy, trước mặt bao nhiêu người, nói ba là bạn trai gì ấy. Lão Dương à, thử suy nghĩ xem. Dương Thụ Miêu, con nghe đây. Hôm nay ba nói thẳng với con, ba sẽ không tìm mẹ kế cho con đâu. Dù có tìm cũng không phải là Đường Hồng. Ba, đời này của ba đã bị quỷ vì an phận thủ thường đó. Dương Thụ Miêu, con có thể thương ba một chút được không? Cả ngày ba đi sớm về trễ là vì ai hả? Có thể khiến ba bớt lo được không? Ba mới qua này đẹp quá, con phải chưng vào bình mới được. Đừng có ngắt lời ba. Ba, mới qua này đẹp quá, hay chúng ta trồng thử đi. Sao con trở nên như vậy? Con đã đi đâu hả? Hôm nay là sinh nhật Ti Ti. Con đừng có nói dối nữa. Hôm qua sinh nhật Ti Ti, hôm nay cũng sinh nhật nó. Nó sinh mấy lần hả? Hôm nay là sinh nhật nó, con muốn đáp cho nó. Con hát cho nó một bài chúc mừng sinh nhật không được sao? Vậy con nên nói với ba một tiếng chứ. Hôm qua con nói với ba rồi, ba cho con đi rồi mà. Dương Thụ Miêu, ba biết con không thích ba quản lý con. Con đi đâu đó ba chưa nói xong mà. Con đi thay đồ. Nếu ba không quản lý kỹ con thì con hư hỏng mất. Alo, Thụ Miêu, dì Đường Hồng, con thương lượng một chuyện với dì được không? Ừ, con nói đi. Dì sắp xếp cho ba con tăng ca ban đêm được không? Sao vậy? Ba luôn quản lý con. Thụ Miêu à, chuyện này dì không giúp con được rồi. Năm nay con phải thi đại học, ba con có dặn dì trước rồi. Nếu có tăng ca ban đêm phải nói trước với ba con. Dương Thụ Miêu, bây giờ toàn bộ cuộc sống của ba con đều là dì con. Ba con có thể sống cho chính mình được không?
Alo, Titi à, hôm nay có thể mình nghẹt thở mất. Mình cúp nha, tạm biệt. Ba. Buổi tối con muốn ăn gì? Hả? Sao cũng được. Ở đây không cần con phụ nữa. Con về phòng đi, xong rồi ba kêu. Ba, con muốn thương lượng với ba một chuyện. Con học bài đi. Sang năm phải thi đại học rồi. Không thương lượng chuyện gì hết. Làm sao ba biết con nói chuyện gì? Con kêu ba bằng ba. Nếu chuyện thông thường, con kêu ba lão Dương rồi. Chứ không phải là chuyện đó. Có chuyện gì quan trọng hơn chứ? Con muốn vừa học vừa làm. Vừa học vừa làm. Con chỉ lo học thôi còn học không xong. Sao có thể vừa học vừa làm? Không chừng tới lúc đó con chỉ lo làm không chịu học hành gì. Ba, con cũng không có học để nghiên cứu gì. Sao ba cứ bắt con thi đại học vậy? Tổ tiên của chúng ta ngay cả tú tài cũng không thi đậu nữa. Cho nên ba chỉ hy vọng vào con thôi. Tài năng xuất chúng à. Thành tài. Thành tài cái gì chứ? Con chỉ là một cây con, chứ không phải là cây dương nhỏ, cũng không phải là cây gỗ gụ, cũng không phải là gỗ đàn hương đỏ. Vậy con muốn làm gì? Cứ sống theo cách mà con muốn. Muốn sống thế nào, con muốn sống thế nào? Nói cho ba nghe nào. Con muốn tới quán bar hát. Con hát trong quán bar. Có thể hát suốt đời không? Già rồi con làm sao? Madonna đã hơn 50 tuổi nhưng còn hát đó. Có được mấy Madonna? Con không thể thử được sao? Thử hả? Vậy chuyện gì cũng đều thử được sao? Một sai lầm để lại hậu quả mãi mãi. Tại sao con không thử thạch tính, coi nó lấy được mạng con không? Về phòng học bài đi. Tối nay con phải ra ngoài. Đi đâu? Tới trường học bù. Ba đi với con. Ba, đừng kêu ba, kêu lão Dương đi. Nghe thấy thoải mái hơn. Vậy con không đi nữa. Vậy thì về phòng đọc sách đi. Con bé này muốn đấu với ba sao? Ba, lại viết thư cho người ta hả? Cái gì mà người ta? Người ta là ai? Là mẹ con đó. Cũng uổng công thôi, ba đâu có gửi đi. Chuyện gì đây? Lại hết tiền nữa à? Bao nhiêu? Nếu ba dư giả thì cho con nhiều một chút. Đưa ba. Vì đường hồng. Alo, đường tổng. Được, không vấn đề gì. Còn chuyện gì khác không? Ba, bây giờ dì Đường Hồng vẫn sống một mình. Tới giường, lấy bớt tiền qua đây. Hai trăm, đủ chưa? Đủ, đủ rồi. Ba hào phóng quá đi. Thời tiết nóng nực, đừng ăn thức ăn sống và lạnh đó. Đừng đi quán nhỏ ăn cơm. Ở đó xài toàn dầu tái chế.
Dì đường hồng, giỏ sách của dì đẹp quá. Cái này mới ra năm nay. Cuốn tạp chí Razi của dì có cái đó, con có thích không? Con thích. Thích thì cho con đó. Thôi con không nhận đâu. Không nhận đâu. Tại sao không nhận? Ba con sẽ la con đó. Ba con nói gì đó? Nó thích hợp với những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Dì đeo như cư sừng làm nhé. Con đeo cho dì xem thử đi. Đeo lên đi. Con xách đi. Đẹp lắm, qua đây làm việc đi. Con cảm ơn dì Đường Hồng. Không có gì, chúng ta dọn cơm thôi. Phải rồi, ba con biết con tới chỗ gì không? Con muốn ba con biết hay muốn ba con không biết? Dì kêu ba con đi đâu rồi? Ba con đi viện dưỡng lão rồi. Ông ra đi, rồi ra con này. Ăn heo nè, ra đi. Tiếp. Ra không được rồi. Ra đi. Ra đi, ra mau. Ra nè. Đừng ra bậy, đừng ra bậy. Vừa ra là ra con đầm liền. Có ra không? Dằn nè. Heo nè. Có ra không, có ra không? Chặt không, chặt không, chặt không. Cậu còn mấy lá, tôi còn cả nắm đây. Chặt luôn, chặt luôn. Có ra không, có ra không? Ra một lần luôn đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tới rồi. Ông thấy chưa, kêu ông ra ông không chịu ra. Ông thấy chưa, chơi kêu gì vậy? Ông có tiểu tử quỷ giữ lại để làm gì? Để làm mắm à? Tại sao ông không ra? Ông cũng có mèo lớn mà. Ông xem tôi nè, trong tay tôi không có mèo nào hết. Ông xem tôi có 4, 5 năm làm sao mà ra được. Bà ơi, chúng ta về đi. Trời nóng như vậy. Con là người thứ ba chờ bà rồi. Tôi nói ông ngốc thật đó. Chú Thu à, bà lão kia sao lại như vậy? Mới tới đây sao? Bà ấy mới tới. Có 5 đứa con nhưng bỏ mặt bà ấy. Đó, bà ấy có vấn đề. Ngày nào cũng đứng ngay chỗ đó đợi con trai bà ấy. Trời nắng nóng quá, coi chừng bị trúng nắng đó. Ai khuyên bà ấy? Phải giả làm con bà ấy. Tôi đã giả làm con bà ấy rồi. Không nhận ra con sao? Như vậy không dễ rồi. Để con khuyên bà ấy thử. Ông nói không chơi nữa mà. Đi đi. Quay về đợi được không? Ha, chúng ta về thôi. Tôi đợi con trai tôi. Đi về thôi. Để tôi khuyên cho. Tôi đợi con tôi. Mẹ, con là con trai mẹ nè. Trời nắng nóng như vậy, chúng ta vô chỗ mát đợi nha. Ha. Con trai. Mẹ. Con trai, con đã đi đâu vậy? Con đã đi đâu vậy? Mẹ nhớ con quá, con ơi. Con cũng nhớ mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Mẹ nhớ con, mẹ nhớ con, mẹ rất nhớ con. Mẹ, mẹ à, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trong mát đi. Mẹ nhớ con, mẹ đánh con. Con bỏ mẹ ở đây không ngó ngàng tới. Ông Thu à, đừng để bà ấy đánh tôi. Bà Dương à, sao bà lại đánh người ta rồi? Không phải con bà đâu. Nó là con của tôi. Nó là con của tôi. Đó. Nó chính là con út của tôi. Con là con út của mẹ. Là con của mẹ. Phải phải phải. Là con trai tôi. Đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta vào trong mát đi mẹ. Mẹ đừng xúc động. Đừng xúc động. Là con trai tôi. Phải phải phải. Mẹ à, vào trong mát đi. Chúng ta vào trong nghỉ một lát ha. Vào trong mát nghỉ một lát. Ông Thu cứ mặc kệ tôi. Để tôi xử lý. Ông yên tâm đi. Con trai cô đã đi đâu vậy? Anh Dương, anh Dương. Đây là biên lai, anh cầm đi. Được rồi. Để mẹ cất cho. Được được, để mẹ cất cho con. Anh đừng đưa bà ấy, bà ấy sẽ xé đó. Hả? Nè mẹ, mẹ đừng có xé, đưa con đi. Tuyệt đối không được xé mẹ. Được rồi, mẹ xé đi. Mẹ đừng căng thẳng, mẹ đừng xúc động. Mẹ xé đi, đừng căng thẳng. Đừng căng thẳng mà. Dì Đường Hồng, hả? Dì xem năm nay con học một năm, con đã 19 rồi. Năm tới con học một năm thì con 20 rồi. Vậy con khỏi làm việc gì khác, chỉ học thôi. Với lại học hoài có ý nghĩa gì đâu.
Vì xem vì không có học đại học cũng có thành tựu, nhiều hơn những người đã từng học đại học. Vậy cần gì phải học đại học chứ? Dì đâu có nói bắt con phải cắm đầu học, nhưng nếu không vào khuôn viên trường đại học sẽ làm nuối tiếc suốt đời của con. Dù sao trong cuộc đời con người cũng có chút nuối tiếc. Điều tiếc nuối dì không vào đại học so với những nuối tiếc khác trong cuộc đời, đó không phải là điều nuối tiếc nữa. Con muốn dì khuyên ba con giùm, để ba đừng quản lý con nhiều nữa. Vậy sao con biết dì có thể khuyên ba con? Dì là chủ của ba con phải nghe lời dì. Dì là chủ của ba con, cũng chỉ có thể quản lý công việc của ba con trong công ty. Dì không thể chỉ tay năm ngón về việc nhà của ba con. Vậy dì hãy lấy tư cách của bà chủ, lấy tư cách một người bạn, nói với ba con, kêu ba con đừng quản lý con nữa. Thật đó, dì cũng biết. Tối hôm nay con cũng không ra ngoài được. Suốt ngày ba cứ bắt con học bài, học bài, học bài, ôn bài hoài. Tối nay con ra ngoài làm gì? Đi chơi đúng không? Con sắp thi đại học rồi, con chỉ muốn ra ngoài chơi, không ở nhà ôn bài. Con có thể yên tâm chơi sao? Thời trẻ không cố gắng, già nua sẽ khốn cùng. Vì nói câu này với con, có lẽ con cảm thấy rất buồn cười. Vì thừa nhận giáo dục định hướng thi cử ở Trung Quốc có vấn đề rất lớn, nhưng con người cuối cùng phải thích nghi với môi trường. Từ thời tiểu học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông, đó đều là một tập thể. Không thể bắt con xuất sắc, nhưng con không thể bị bỏ lại phía sau. Bây giờ bạn học cấp 3 của con, mọi người đều đã học đại học, còn con đứng bên ngoài cổng trường. Cuộc sống thời sinh viên con chưa từng trải qua, sau này sẽ là hối tiếc lớn nhất trong đời con. Con người không biết mình sẽ làm gì trong tương lai, nên chúng ta phải cố gắng mở rộng con đường. Dì không thích làm cái này thì dì không làm. Bây giờ dì không muốn học thì dì không học nữa, thì suốt đời này dì sẽ là kẻ vô tích sự. Con cũng không phải con ghét ba quản lý con, chỉ cảm thấy ba con sống theo điều gì đó. Dì xem từ lúc con còn nhỏ, mẹ đã bỏ con với ba rồi. Sau đó ba vẫn luôn nói với con sẽ có ngày mẹ con trở về. Thật ra con biết ba nói dối con lâu rồi. Con hết sức mong muốn một lúc nào đó ba có thể có cuộc sống mới. Con mong ba con có cuộc sống mới. Mong muốn lớn nhất của ba con chính là sau này con có một cuộc sống tốt hơn. Con không ổn sao ba con có thể sống tốt được? Tại sao ba mẹ con lại chia tay? Con không nhớ. Lúc đó con còn quá nhỏ nên con không nhớ rõ. Nhưng con biết hình như là lúc đó mẹ cố gắng theo đuổi ba con, nhất định phải lấy ba con. Sau đó mặc kệ tất cả mọi người phản đối, lấy ba con rồi sinh ra con. Nhưng sau đó mẹ lại bỏ ra đi. Cho nên con cảm thấy chắc chắn ba con bị tổn thương về mặt tình cảm, nên ba đã đóng cánh cửa tình cảm đó lại. Sau đó ba không dám mở nó ra nữa, nên là con rất hy vọng hạnh phúc lúc nào đó có thể gõ cánh cửa của ba con. Vậy con phải khuyên ba con thôi, để anh ấy mở cánh cửa hạnh phúc. Có đôi khi hạnh phúc đứng trước cửa, anh ấy không mở cửa, làm sao hạnh phúc có thể bước vào đó? Dì Đường Hồng, con rất thích gì? Con thích gì ở điểm nào? Hạnh phúc không đến gõ cửa, chúng ta sẽ cùng đi gõ cửa hạnh phúc. Con thực sự rất thích sức mạnh của dì. Dì là người như vậy sao? Nhưng ba con thì tương phản với gì? Ba con sẽ làm gì? Hạnh phúc tới gõ cửa rồi nhưng không dám mở. Ba con nghe thấy nhưng phải cố gắng nghe cho rõ. Sau đó người ta gõ cửa dùng sức nên tiếng rất lớn, ba vẫn còn sợ nghe lầm. Hoặc ai đó gõ lộn cửa. Con phát hiện tính ba con, ba con có tính thụ động. Ba con có cái tật rất kỳ lạ, chính là ba con càng thích gì thì càng tỏ ra không thích gì, càng quan tâm gì càng cảm thấy ba không quan tâm gì. Cho nên ba phải gặp một người có tính cách giống như mẹ con, phải cố gắng theo đuổi ba con mới được.